sáng vui vẻ. Bây giờ mình quay tập 2 nhé. Hiệp trước thì Love Story đã thắng Thiếu Ông Quyền Hách 1-3 với tỷ số 5-3. Hiệp trước thì do Thiếu Ông Quyền Hách 1-3 ngã quá nhiều, cái PK có chịu Thiếu Ông Quyền Love Story chiến thắng Thiếu Ông Quyền Hách 1-3. Hiệp 2 đã bắt đầu rồi. Đó, mọi người thấy Thiếu Ông Quyền 3 rất là trâu luôn. Văn Vân đứng yên. Thiếu Ông Quyền lớp to giá ngay luôn. Đều không dùng trâu nhé. Còn là mang quyền Love Story thì mang trên mình bộ trang bị Thanh Long Tướng, cả hai đều kim 6. Còn Thiếu Ông Quyền H13 thì sử dụng bao tay y ở tướng sát tinh, ba món sát tinh, quần áo mũ sát tinh, ngọc và ba một cầm ngọc tinh tinh phòng thủ báo kích. Về kim 6 thì lớp story bị thọt với kim người bộ kim sạc khi chỉ là bộ kim. Trận này thì có vẻ như lớp story nó hơi nhiều. Chạy nhanh quá. Ôi, phá mình đi không kịp luôn. Lại tạo vô cái ca được chế chạy rất nhiều. Ở trận trước thì có một lần chạy rất nhiều. Gần chết luôn. Bơm máu kịp rồi. Ăn máu kịp rồi. Đất tốt thì ăn một cái này. Chuyện này có vẻ như khách buồn và khó. Ồ, chưa nói xong. Thì Thiếu Long Quyền làm chung chân phái. Rất khó chịu đến từ Thiếu Long Quyền Love Story. Đang gọi chúng ta là chân giả. Đang bị đi đánh. Chân này thì chưa có một xa đại tu nào lên xem cho nó. Kiểu nó đang trả lời. Sụ cả một pha đã bù lại ngã được. Đơn mình máu thứ hai thôi. H13 hiện tại đã chơi mất mình à. Không bơm máu kịp luôn. Tỷ số hiện tại đang là 1-0, 0-1 cho H13. 0-1 cho H13. Lì vì sếp. Không biết là trận này ai cầm H13 hay thế. Trận trước thì hình như là không phải chủ áp cầm. Và trận trước thì H13 PK hơi kém. Cái giày rất đẹp, sinh lực 5k. Lợi lực 95, tốc số giảm tổn thương 12%, nội kích 120. Cái giày của H3 đẹp hơn cái giày của Love Story.
108 nhà 1 độ 6 thành điểm môn cộng 130 và kích cộng thêm 40. Thật tiếc cho anh là chỉ có 6 thành. Kim xà chỉ có một món sinh lực 15k. Rất thọt so với kim thải của H13 luôn. H13 đã nói là xin thua đi, không anh sút vào mồm. Và Love Story đã nói là không chơi phổ tế chữ, không chơi phổ tế chữ. Khả năng là 213 vẫn dùng phổ tế. Bởi vì quen địa bước của đấy rồi mà. Đó, vẫn dùng phổ tế luôn. Cái tiền này có 2 món sát tinh, 2 cái ngọc sát tinh, 1 cái hỗ trợ mật thịt táo, 1 cái 38 đấy. Mình hiểu là tinh được 38 đấy. Trận trước thì mình soi có dùng hỗ trợ mật tịch tám, phải dùng biện pháp. Khả năng trận thi đấu thứ hai thì Love Story có khả năng chơi bài cũ chạy, khiến cho đối phương rất ức chế. Một pha ca diệp đứng yên đầu tiên từ đầu trận 2-1. Không biết trận này ăn được một có story không. Lại ngã rồi. Tuyển đây chỉ là kèo ra lưu thôi. Trận này thì anh đến trận 3 thôi nhé. Ồ, lại lên ngựa rồi. Rất khó chịu. Chắc là cái bóng của ta đang chát xuống ngựa sút luôn. Cực kỳ khó chịu với mình trong đường. Lớt khó đi. Nhưng mà khó chịu với mình trong đường. Anh đang lên châu luôn. Vô cùng của anh đã lên 1.400. Đúng là lấy thịt chèm rồi. Là trước mình có người kia. Đấy thì là đúng thật. Vì thiếu Long Quyền, thanh Long Tướng kia không có thể thấy thật. Trên ngang tận gần 60 lần cảnh Kim Sa rất là đẹp. Cá giật đúng không? Love Story không được một pha nào. Thế đâu quyền Love Story lại ngã thứ hai rồi. Ăn máu kịp luôn. Trận này thì Love Story có vẻ hơi yếu thế. Tỷ số hiện tại đang là 0-2 dành cho khách mình một đây. Bướng với sếp. Thế Long Quyền là trận Thế Long Quyền là 1-3 hiện tại là gái rất kinh. Biết sợ chưa? Chơi cao dược một ô à. Thì Long Quyền thủ rồi.
ra thôi. Tiếng khí quyển rất to đi, rất khó chịu khi mà tiếng khí quyển hát hồ đã vận tiền long và long trào thủ lên rồi thì rất to đi lại động. Xem trên này là tiếng quyền hát của ba lại ngã rồi. Ha pha lại tu. Tu của tiếng quyền Love Story hơi yếu. Vẫn nghiêng về tiếng quyền H13 nhé.
hai thì đối định là khả năng mình không được mai sẽ thắng được, bởi vì cái nó quyền hai cái bang này rất là trâu luôn, trâu đang to hơn thì nó quyền rất to đi nữa, bởi vì thiếu quyền thanh long tướng. Nó quyền thanh long tướng thì không có cửa cái sát tinh cái ở tay biểu tướng này. Hôm nay thì mình chắc chắn thì mình sẽ ủng hộ cái ông về khác rồi. Chạy kịp rồi, đấy là tỷ số hiện tại là 1-3 dành cho Hách. Theo trận ba này thì Long Quyền Hách 1-3 đã thắng rồi. Đấy, trên Love Story đã để icon nhanh rồi, điểm dòng 2 108, điểm vũ 130, bảo kích cộng thêm 40. Kèo này thì Hách 1-3 đã thắng rồi. Kèo này không biết là 1 triệu hay là 2 triệu. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Chúc mừng hai đội vàng nhé, chúc tất cả mọi người sáng vẻ và các tiểu đội quyền thi đấu kèo may mắn nhé. Xin chào mọi người.